Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái món thuốc mà sử dụng để cho cây đậu đũa nó trái nó dài thẳng và hạn chế bị cong nhé. Đây là đơn hàng của chú Mỹ ở Đồng Nai về để sử dụng cho cây đậu đũa. Chú Mỹ thì cũng đã từng sử dụng hàng của bên em rồi nhé. Và các anh chị thấy cái hình ảnh ở trên màn hình đây là cái đơn hàng mà chú Mỹ đã đặt hàng từ trước đó rồi, đã giao thành công và chú đã sử dụng và có hiệu quả. Giờ chú lại đặt thêm nhé. Thì đối với cây đậu đũa ấy, một bộ cái canxi bo ga 3 và hai cái gói poly này là một bộ như này thì các anh chị sẽ pha được khoảng chừng là 400 đến 500 lít nước. Nếu như cây nó đang nuôi nụ hoa nhé và đang có trái non đấy thì các anh chị pha một bộ này 500 lít để cung cấp dinh dưỡng cho nó trong thời kỳ mà nó đang hoa và trái non. Còn cái cây đậu đũa mình mà trong thời kỳ mà nó vừa hoa vừa trái lớn trái già chồng chéo nhau nó đủ thứ món trong đấy thì một bộ này các anh chị chỉ pha được khoảng tầm 400 lít nước thôi để cho nó vừa cung cấp dinh dưỡng cho trái già trái non, cho nụ hoa, giúp thụ phấn đậu trái và nó còn hạn chế cái việc là bị cong vẹo trái này và còn nó sẽ giúp cho cái trái đậu đũa là dài thẳng và nó giúp cho cái trái nó to đều nhé, to đều trái và không bị là bị thắt giữa trái nhé. Giá của một bộ này thì nó chỉ có là 290.000 thôi. Với 290.000 thì cho một bộ này các anh chị có thể pha được khoảng tầm là 20 đến 25 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái món thuốc này để cho cái cây đậu đũa của nhà mình thì cũng có thể là liên lạc với em qua cái số ở trên màn hình nhé. Số bên trên là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới khác nữa nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.